Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 18 sản phẩm dưa vàng đạt chuẩn ô cốp 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Nhằm phát triển sản phẩm dưa vàng, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa có nhiều cơ chế hỗ trợ khuyến khích người dân đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị. Sản phẩm dưa vàng được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, một số sản phẩm đưa vào siêu thị và các cửa hàng thực phẩm an toàn, nhiều mô hình sản xuất dưa vàng ứng dụng công nghệ cao cho doanh thu từ 2,5 đến 3 tỷ đồng một hecta một năm, lợi nhuận đạt 300 triệu đến 700 triệu đồng một hecta một năm.